Vâng, chào các bác yêu lan nhá. Hôm nay em lên một số giỏ lan có tại vườn nhé, mình gửi tới các bác. Giỏ đầu tiên đi ạ, bác là giỏ đùi gà tròn Lai Châu mã số C31, 220.000 đồng. Như này các bác nhá, hàng đã thuần rồi. Cái dòng đùi gà tròn thì các bác là chưa có thì sưu tầm nhá, vì cái dòng này mặt hoa nó rất là xuất sắc luôn. Đa dạng mặt hoa rất là đẹp. Mã số C31, 220.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu. Tiếp theo một giỏ đùi gà tròn nữa, mã số C30, giỏ này 220.000 đồng. Mã số C30, 220.000 đồng. Cái này nó nằm trên một cái chậu lục giác nhá. Và bên trong nó là một cái giớn C30, 220.000 đồng. Tiếp theo một đùi giỏ đùi gà tròn nữa, mã số C29, cũng 220.000 đồng. C29, 220.000 đồng một giỏ như này các bác nha. Tiếp theo lên các bác một giỏ phi điệp tím nhá, toàn lụ là lụ các bác nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5 5 thân lụ nhá, mà thân này dài khoảng 1 mét các bác nhá. 1 mét mấy chục phân. Phi điệp vàng mã số C26, 150.000 đồng. Cái này các bác về là được chơi hoa luôn này. Lụ chi chít rồi. C26, 150.000 đồng, phi điệp vàng. Tiếp tục một giỏ phi điệp vàng mã số C25, giỏ này 250.000 đồng. Giỏ này thì đang sưng hết mắt lụ rồi này. Sưng hết mắt lụ. C25, 250. Cái này được ghép vào trụ lúa các bác nhá. Tiếp theo lên các bác một giỏ trầm hoa trắng. Trầm trắng các bác nhá, mã số C41, 150.000 đồng. Một giỏ trầm hoa trắng như này. C41, 150. Và một chùm rồng đỏ C42, 160.000 đồng. Cái này đôi 45 thân. Cái thân dài của nó thì nó rơi vào tầm 50 cm các bác nhá. Thân dài nó rơi vào 50 cm. Thân dài nhất C42, 160.000 đồng. Chùm rồng đỏ. Tiếp theo lên các bác một số giỏ đuôi chồn mã số C27, 450.000 đồng một giỏ. Như này các bác này. C27, 450.000 đồng. Đuôi chồn các bác nhá. Thời tiết nó hơi nắng tí các bạn. Tiếp theo một giỏ chồn thuần như thế này nữa, mã số C28, giỏ này 550.000 đồng. Đây độ thuần của nó thì chắc chắn rồi. C28, 550.000 đồng. Có 3 này, 6 này, 9, 12, 15, 16 cây các bác nhá, 16 cây nhá. C28, 550.000 đồng. Đuôi chồn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên các bác một số giỏ kiều vuông. Kiều vuông mặt hoa nó rất là xuất sắc, hoa rất là đẹp luôn. C32, 250.000 đồng, kiều vuông các bác nhá. Thân vuông như này. Cái dòng này là thân này là thân hoa nhá các bác nhá. Cái dòng kiều thì các bác trông đấy, nhưng mà cái thân nó xuống lá là thân cho hoa rất là nhiều. C32, 250.000 đồng, kiều vuông. Kiều vuông tiếp theo C33, cũng 250.000 đồng. C33, 250, kiều vuông. Tiếp tục mời các bác đến một số trụ tam bảo sắc nhé. Để em thì tam bảo sắc rất là nhiều. C34, giỏ này 400.000 đồng. 400.000 đồng một trụ tam bảo sắc như này. C34, 400.000 đồng các bác nhá. Rất là nhiều cây luôn. Nó phải tới 20 cây, gần 20 cây các bạn. C34, 400.000 đồng các bác nhá. Em lên các bác một số giỏ tam bảo sắc lá xếp này. Đây hàng lá xếp rất là đẹp nha các bác nhá. Thời tiết hơi nắng tí. Như này các bác nha, mã số C35, 280.000 đồng. Hàng lá xếp rụt rịt vào các bác này.
Mã xếp như này các bác nha. C35 280.000 đồng. Giá khuyến tầm màu sắc. Tiếp theo vẫn là tam vỏ sắc, hàng lá xếp lá ngắn các bác nhá, lá xếp ngắn tún vào. Đây được ghép vào gỗ lũa này các bác này. C37 250.000 đồng. C37 250.000 đồng. Có 2 3 này. 6 9 10 cây các bác nhá. C37 250.000 đồng. Lá xếp ngắn. Tiếp tục các bác nào mà thích hàng lá xếp này. Mã số C36 250.000 đồng. Cái này có 3 này, 6 này. 8 cây các bác nhá. Hàng đã thuần dễ ra như thế này. Hàng lá xếp đẹp các bác nhá. Đấy. C36 250.000 đồng. Thời tiết lắng quá em không biết làm phải che được. Theo mời các bác đến một số trụ tam vỏ sắc như này đấy nhá. C38. Một trụ như này các bác nhá, C38 giỏ này 600.000 đồng. Một trụ tam vỏ sắc đẹp như này. Hàng đã thuần chắc chắn này, mặt sau ở đây các bác. Cái này thì em đã ghép 3 mặt rồi các bác nhá, còn một mặt thôi. Trụ này nó rơi vào xấp xỉ 30 cây, còn cây đẹp không. C38 600.000 đồng các bác nhá. Tiếp tục là một trụ tam vỏ sắc như này là mã số C39. Của này 750.000 đồng các bác nhá. C39 750.000 đồng. Một trụ tam vỏ sắc đẹp như này, đây mặt sau ra đây. Hàng đã thuần chắc chắn rồi. C39 750. Ở đây các bác một giỏ quế trắng tháng 8 các bác nhá. Quế trắng tháng 8 mã số C43 ở lấy 200.000 đồng. Quế trắng tháng 8 có 3 này, 6 cây. Tất cả là có 6 cây các bác nhá. Quế trắng tháng 8 các bác nhá. C43 200.000 đồng. Vâng, và giỏ lan vừa rồi thì đã kết thúc video nhà em ngày hôm nay. Cảm ơn các bác theo dõi video. Hẹn các bác ngày mai ạ.